Vâng, kênh YouTube Phùng Vlog thân ái chào toàn thể quý vị và các bạn. Giờ đây chúng ta ghé về kênh để xem buổi lễ đính hôn của hai cháu Hà Sang và Minh Hoàng. Sau đây chúng ta cùng quan sát và theo dõi buổi lễ. Ở nhà mình đứng đó. Bê đứng ở đây bê. Cái gì? Nắng thì bây giờ làm gì? Trời ơi, nắng. Nắng buồn giờ mà. Chào thằng xe bây giờ mặc em quýt đấy, đủ không mặc tay mà tay để bước tay chưa được về. Đi con quế chắc là bắt tay không được đâu. Mình vô trước đó, xong rồi mình vô. Để vô xong mình vô. Cái này. Mời ngoại nội đứng mình á. Nấu còn bữa đi về gặp ông ngoại mẹ ngoại thôi. Ở từ từ đây. Bên chị bên mình bước vô trong ghế luôn đi. Vô trong ghế luôn. Đem mấy xong đi. Đem vô đây luôn. Thưa cũng hai bên, hôm nay là ngày lễ đi nối và lễ nạp tài là kêu là đính hôn của hai cháu Hồn và Sen. Thì tôi thì bên nhà trai thay mặt cũng là bà nội của cháu Hồn, thay mặt bên đàn trai xin phép trình bày lễ ra bên hai bên được biết. Dạ. Lễ nối và lễ nạp tài là lễ đính hôn thì cũng cặp trà, cặp rượu, cặp đường phèn và quả trái cây, quả bánh. Dạ. Còn đã là xong lễ đi nối. Dạ, cũng như là bây giờ cũng xin phép trước đi, là cũng như có những gì sơ suất thì cũng như miễn chấp trước đi. Chứ còn mà nói nó lễ thì nó nhiều lễ lắm. Rồi. Dạ, nhưng mà bây giờ mình nối gọn lại, tổng hợp lại. Dạ. Chị. Và sau cùng là lễ nạp tài là lễ đính hôn. Dạ. Cũng cặp trà, cặp rượu, cặp đường phèn và quả bánh và quả trái cây. Đó. Và còn là coi như đây là coi như một cái phong bì Rượu đây con. Con phải bỏ cái phong bì vô, đưa bà nội rút cho con bỏ phong bì. Phong bì đâu? Bỏ hai cái luôn. À, cái gì? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng
Đây là một cái lễ nạp tài, hồi xưa kêu tiền nếp, dạ, mà bây giờ mình kêu là nạp tài. Thì bây giờ cũng xin trình bày và cũng đủ lễ, và cũng xin phép bên đàn gái nhận lễ. Hôm nay cái lễ này thì gia đình bên gái sẽ chấp nhận cái lễ này. Dạ, dạ, xin cảm ơn. Bên nội mời đàn gái đi bộ bên nội. Dạ, dạ, đây. Dạ, trước tiên mời anh. Dạ. Dạ. Được, cũng không được, cũng thành được. Bữa nay mừng hơn bà nội. Mừng làm con này cũng đi. Đưa 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 đây nè, được nè 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 nè. Đó đó đó, ra vậy á. Mấy mấy giòm nè chụp hình. Ờ dạ. Bên nấu với ông lại. Mấy giòm hình. Sao muốn vô? Thì thôi bây giờ mình nhường cho những người khác. Ờ đó. Thôi bây giờ xin lỗi chị là bây giờ để cho cháu rồi nó điêu đi. Dạ, nó điêu rồi. Kêu con xe mình tới rồi tới điêu vậy cho nó gọn ấy. Dạ, dạ, dạ. Ờ, dạ. Dạ, vậy cho nó gọn cái nào dạ, ra cái nấy. Dạ. Dẫn lên. Dẫn lên điêu theo theo nhẫn đi con. Rồi. Mẹ bước vô giờ giữ. Mấy ngồi. Hả? Ngồi xuống, ngồi bước trong, bước trong rồi. Có được không xin. Rồi em cú đồng chào nhà trai giùm anh cả nhà. Rồi mẹ ơi mẹ nắm tay hai đứa này đang lại cho con đi. Rồi rồi hai con nha. Phải là hai ba hai ba. Rồi bà nội ơi bà nội đưa nhẫn cho Hoàng để không? Về được. Rồi rồi nhìn mấy con cái bà nội ơi. Rồi hai em đứng xét vô hồi trước đi. Chính xác nha con. Hai ba, hai ba. Rồi. Con lên đi. Hai đứa đem nhau. Để đây nè con, để dưới đó. Đó. Ở nó chứ đem luôn luôn chứ không đâu. Ở cùng lấy chùm chiếc, cùng đeo ná, dùng ná lấy lại. Nó để qua đây trống này nè con hả. Rồi đúng rồi. Hai đứa quen với bạn. Đúng rồi đó. Rồi nhìn anh nha. Hai ba sư nào. Ok rồi em. Anh ngồi cho phỉ anh. Ngồi ngồi. Em chậm đã thôi nha em. Anh chụp hình đó. Rồi em đeo vô luôn đi. Không có tay cả nào. Rồi không có chán nhưng mà anh cả nào. Câu đậm vô nha. Bây giờ okay. Cái kiểu đi nữa chứ không. Ok ok. Em làm lại che nha như hôn. Mấy ngồi mấy ăn cho phi. Mẫu 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 thờ nó thay đổi khác không? Rồi, không có tay giùm anh cái nào. Theo hôn má nào. Hôn má, hôn má, hôn đi, hôn đi. Chấp đấy. Rồi, hai bạn vô lên. Rồi, con xin test hai họ cho con chào phố tay nha. Dạ. Cũng xin thưa hai bên thì coi như lễ vật đã đầy đủ và cũng trước riêng là coi như là chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc và hai bên xu gia đoàn kết mãi mãi và mãi mãi. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn chị. Yeah. Để cho Mỹ hai bạn Mỹ với hai ông chê. Bây giờ đi trước. Ngồi ngoài ngoài trước. Đó, trước rồi, cho bè, mời bè bè đi. Đó, cho Mỹ cầu. Đó, cho bà ngoài bà ngoại đứng cầu. Đó, đó với con nha. Ngoài nhìn mấy ông ngoại. Với ông ngoại nhìn mấy con luôn nè. Rồi, hai ba, hai ba, hai ba. Mấy nhầm nhầm luôn. Mời bố mẹ lên rồi mình được rồi. Đồ của con rể nha. Bố mẹ đi lên bước lên trên giùm con. Bước lên trên đây nè. Đâu rồi? Bố mẹ bước lên trên giùm con. Rồi. Bố
Rồi mẹ nhận tiếng cầu đi mẹ. Rồi bố mẹ nhìn mấy con nha. Hai ba, hai ba, hai ba. Rồi đầu tiên em nha. Mời cậu luôn. Cậu cậu lên đi cậu. Nhiều cậu gì? Cậu gì đứng đứng lên trên cô dưỡng á. Cái đó là còn nó không biết hết rồi rành rồi. Rồi nhìn mấy con nha. Hai ba, hai ba, hai ba. Ông bác B nữa. Ông bác B. Đây bác B. Đi mẹ. Anh hai hai về anh mẹ đi mẹ vô. Dạ, hai bác. Đúng rồi. Bác gái đứng lên trên mình con luôn anh dạ. Đứng lên luôn nha mẹ. Rồi. Rồi con đi cầu nè. Hai mấy con nha, hai ba, hai ba, hai ba. Rồi, giờ phải ngồi còn phải nữa. Ngậu rồi, ngậu trước. Rồi, đưa về trong cho chụp nha. Ông nội đứng lên mày còn. Rồi, nhìn mấy con nha. Hai ba, hai ba, hai ba. Ông bị hoài. Rồi, ông ngoại hoài. Hoài ông hoài hoài. Ngoại ông hoài hoài. Lần trước này anh cứ lên đây ngoại vô đứng gần cháu dâu đi hoài ngoại 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 ngoại. Hai ba, hai ba, hai ba. Rồi con mời bố mẹ. Rồi bố mẹ. Rồi nhìn mấy con nha bố mẹ ơi. Hai ba, hai ba, hai ba. Rồi con mời. Rồi bố mẹ nhìn mấy con cái nè. Hai ba, hai ba. Rồi con mời hai mẹ mình bắt tay nhau. Hai ba. Rồi giữ nguyên nha. Hai bố bắt tay luôn hai bố ơi. Rồi hai ba, hai ba. Để rồi con cảm ơn. Rồi. Con bố này này. Đức dâu mất mấy giờ? Bây giờ. Đức dâu ra đây là 10 giờ. Đức dâu ở đây là lúc 8 giờ. 8 giờ đức dâu về. Rồi cái tiền này là mẹ lên mẹ trao cho mẹ cô dâu con nha. Cái này là năm nay nè. Dạ rồi mẹ lên mẹ trao con. Rồi mời mẹ cô dâu lên. Tiền trợ tiền mấy á. Rồi mẹ dừng đứng ở phòng bì lên mẹ. Đó. Đó. Rồi mẹ hơi hướng người về con. Con thấy người này. Ok nhìn mấy con nha, mẹ nhìn mấy con nè. Hai ba, hai ba. Cái này cái xem luôn không phải nội. Không, cái này là để sau thùng không phải vô trong cái tiệm. À, dạ. Cái này là rút rồi trong dương bữa nay chứ không phải là vô trong cái tiệm. Không đợi đây, mình đợi đây. Đó đây. Ra là đây là 8 giờ. 8 giờ. Dạ. Rước dâu về 10 giờ. Rồi coi như là trong đó đàn trai á, là cũng 14 mà ngoài đây thì không biết bao nhiêu thì cũng đây dài còn á do mình cũng còn chưa tính biết được. Dạ. Thì cao nhiêu điên nhiêu mà. Dạ, vô dân dạ. Này là tốt nói. Dạ. Tại đây mình gần mà. Gần mà. Thì cũng có ý kiến là coi như là vừa cái ngày ngày cưới đã biết ngày giờ rồi. Yeah. Thì bây giờ cũng như là xin hết
và coi như là cũng trước tiên thì bên nhà trai á thì cũng không biết nói gì hơn. Trước là cảm ơn bên đàn gái đã tạo điều kiện cho bên đàn trai dễ dàng và đi đứng cũng được suôn sẻ. Thì coi như bên gái cũng xin cảm ơn bên đàn gái, bên trai cảm ơn bên gái. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thì bây giờ nói chị thì bây giờ con trẻ nó lớn lên thì mình cũng mừng chúc tụng cho cái hai cháu được trăm năm hạnh phúc và vui vẻ, để hai bên hồi với nhau vui vẻ được. Dạ. Một thành đôi. Dạ. 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 Không cái gì con cũng xin phép là nói đây là ngày đính hôn của hai cháu, hai con. Đây là con cũng thưa các nội ngoại là anh xuân dị xuôi cho phép hai con nó được xưng hô bê mé, kêu bê mé cho nó dạng. Cái hôm giờ là nó cũng nhún nhát. Yeah, từ đi đổi về tối là hai đứa con là kêu bê mé bình thường. Thì đâu còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Yeah. Để nó quen chứ. À, con kêu. Nó bây giờ lại biết sao, hồi đó giờ nó không có con gái, bây giờ con dâu cũng như con gái, thành ra kêu Mỹ là mừng lắm lận á. Rồi xong rồi con mời hai hồng cái bè uống nè. Con bước cái này ra đủ cái ly này ra ngoài cái tại nó chạy ra ngoài con, ra ngoài con. Chị uống nước ngọt hơn nước ấy, nước ngọt ấy cho nó thông cổ ơi. Con biết con đâu. Còn anh uống đây luôn hay hay sao? Rồi ấy cũng về kẻ ngồi bọc giữa. Không ở nhà mình không, ở nhà mình không, ở nhà mình không. Ở nhà mình năm ở nhà mình không. Con chào cảm ơn. Ở người nhà em á. Ngồi bọc giữa nha. Hai ba, hai ba, hai ba, ok. Rồi nha. Vô ẩm cháu vô luôn. Ẩm cảm mới nuôi. Tôi nói cái đợt trước mà cái bữa mà đi làm quen á, anh mừng quá cái anh cục á. Bữa đó bây giờ mai mốt nữa, bỉ không nữa phải không? Được con cháu dâu mày phải không? Cho con xin chào con chào. Nó bị ông bà giữ sức khỏe trong ba, đừng có hồng hổ, đừng hồng hổ. Rất đẹp, sao đâu. Không mời, mời anh có đẹp lư. Đã nhiều. Chứ bây giờ tình yêu bây giờ giữa thành phần mới bây giờ bắt năm rồi thì cái lô cháu nó ăn học còn nhưng không ăn học thì nó cái lô còn cái ăn học nó kiềm cứt cái đời nít thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.